vị đang nhìn thấy bây giờ mọi người đang chuẩn bị cho trò chơi thứ ba, đó là trò chơi lựa đậu. Trò chơi lựa đậu này thì có 4 thứ đậu và mỗi người sẽ lựa làm sao để cho ra được 4 thứ đậu đó. Đội nào mà lựa sớm nhất thì đội đó sẽ được điểm cao nhất. Thì bây giờ chúng ta đang thấy mấy đội đang tập thử và bàn chiến thuật với nhau. Trong thi ở đây là đội bánh chưng xanh cùng với lại đội bảy bonsa đang chuẩn bị bước vào cuộc thi đầu tiên. Thì chúng tôi lại thấy ở bên này đội dưa hấu đỏ cũng đang chuẩn bị là bàn chiến thuật. Đội này hồi nãy giờ là 2 trận là đều thắng hết đó. Thì bây giờ đang coi như thế nào? Phó Lý ơi, trong vòng chung kết của mình sẽ có cái thần thi bánh chưng bánh tét. Và một trong những cái nguyên liệu để làm bánh chưng bánh tét là có đậu. Thành ra đậu xanh, đậu đỏ làm thế bánh tét là đậu đỏ. Bất cứ loại đậu nào trong đây mình có, mình sẽ có thi để lựa đậu. Thôn thứ nhất là dì ghẻ bảy bôn xe, còn thôn này là con cám bánh chưng xanh. Mọi người sẵn sàng chưa dì ghẻ? 1 2. Quý vị đang nhìn thấy đội bảy bonsa, tập hóa bể bonsa và đội bánh chưng xanh đang trong trò chơi là lựa đậu. Có 4 thứ đậu Ngọc Lan đang nhìn thấy, đó là đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng và đậu đen, các kích cỡ khác nhau. Nhưng mà mình đang thấy là quý vị đang nhìn thấy, trời ơi lẹ quá, cái bên đội mà bảy bonsa đang lựa rất là khí thế. Hình như là đội nào cũng đang chừa một cái loại đậu trở lại, hình như là họ chừa cái đậu xanh trở lại để nó nhỏ. Để coi làm sao, căng thẳng. Sau cái buổi này rồi chắc là mình thấy là tấm cám gì đó là xuất hiện ở đây, là hoàng tử gì đó sẽ từ từ xuất hiện. Lẹ lên. Ồ, mình thấy ở bên đội bánh chưng xanh là màu đỏ là gần xong rồi nha. Màu đỏ gần xong rồi, lựa cho hết luôn đi. Trời ơi, còn bên kia, trời ơi, bên kia là màu đỏ là xong luôn rồi. Và chúng tôi đang nhìn thấy trong lúc mà hai đội này thi, có những đội đang đứng bàn chiến thuật nha. Mình đang thấy đội dưa hấu đỏ bàn chiến thuật từ nãy đến giờ mà quên cổ vũ cho đồng đội của mình. Cẩn thận nha, coi chừng mà lọt cái hộp màu khác vô nha. Đây là trận là bất phân thắng bại rồi đó. Ồ, bên này đậu đỏ là gần xong rồi nè, chỉ còn có một hộp ở trong khay thôi là xong hộp đậu đỏ rồi nè. Dời cái tô đậu đỏ qua không thôi, hồi liền nhầm vô tô đậu đỏ bây giờ. Trời, còn bên kia cũng là xong rồi đó. Lắc lẹ lên, nhanh lên. Ồ, trời ơi, hai đội này có vẻ là kỳ phùng địch thủ. Bên nửa cân người tắm lạng. Trời ơi, còn cái chiêu này là chiêu gì mà nằm bò ra lụm luôn là sao? Trời ơi, cái tướng này mà tại sao là nằm bò ra luôn là cái gì vậy? Vụ này lạ nha. Lẹ lên. Có dừng đổ. Trời ơi, hồi hộp quá. Nhanh lên. Trời ơi, đội bánh chưng xanh lẹ lên. Đội bảy bonsa cố lên. Bánh chưng xanh. Lẹ lên. Đậu đen bốc ra. Tất cả bậu đen bốc ra. Bảy bonsa. Trời, bên nào? Bánh chưng xanh. Có chừng đổ. Lẹ lên. Bảy bonsa lẹ lên. Bánh chưng xanh lẹ lên. Gần xong rồi đó, đến giờ cuối rồi đó. Gần xong rồi, còn có mấy hộp nữa thôi. Lẹ lên, nhanh lên. Rồi, hốt đậu xanh rớt ra. Hốt ra. Bánh chưng xanh. Có chừng đổ. Bánh chưng xanh. Lụm leo vô. Rồi, nhanh lên. Rồi. Bỏ vô. Rồi. Đây là cái đội mà hoàn thành cái việc lựa đậu đầu tiên. Sau khi mà hai trận trước mình về sau mà trận này mình về trước rồi, cảm giác như thế nào?
Dạ cũng rất là vui. Rất là vui. Ai vui nhưng mà vui. Quá sung sướng. Quá sung sướng. Có bàn trước chiến thuật không vậy? À, có bàn trước. Rồi. Yes. Bạn lựa làm sao? Để đậu xanh ở cuối cùng. Rồi mỗi bạn sẽ lựa một màu. Ok. Rồi ai đề nghị cái chiến thuật này? Dạ chị thì chiến thuật của đội này là như thế nào trong cái trò lựa đậu này? Chiến thuật là đầu tiên thì em tính là lựa cái đậu bự nhất, tại vì dễ nhìn nhất. Rồi sau đó cái tự nhiên nghe bên kia nó nói là đậu mỗi người lựa một màu nhanh hơn, thì nhưng mà tại vì trễ rồi, tụi cuối cùng tụi em cũng quyết định đó là theo đúng thuật của mình thôi. Đúng rồi, phải giữ vững chiến thuật của mình. Đó. Rồi sao, nghe đồn là lựa giỏi lắm mà sao thua vậy? Dạ không phải đâu, trước giờ là toàn làm dì ghẻ không mà bắt tấm nó lựa, bây giờ tự nhiên bắt dì ghẻ lựa, coi như là dì ghẻ mù mắt luôn, thấy đường luôn, nằm dài luôn, dí vô hụt đầu không thấy đường luôn mà bị mù màu nữa. Là tại sao mà chơi làm dài ra luôn vậy? mỏi chân ngồi mỏi quá không có thấy đường. Bây giờ chúng ta tiếp tục với đội tiếp theo nha quý vị. Ngọc Lan đang nhìn thấy là đội nối vòng tay lớn và đội người Việt California cũng đang trong cái khí thế mà để xem coi đội nào thắng thua, ai cũng đang hưng hực rút kinh nghiệm của đội trước rồi. Bây giờ coi là những đội này sẽ lựa như thế nào. Dạ thưa quý vị bô lão, chúng ta có thêm hai thôn tranh đấu với nhau trong cái phần thi lựa đậu để làm bánh chưng và bánh tét. Và một lần nữa chúng ta ngày hôm nay có đội người Việt California. Và bên cạnh đó là thôn nối vòng tay lớn. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2. Quý vị sẽ nhìn thấy đội nối vòng tay lớn là mình nhìn từ trên xuống chỉ thấy 4 cái đầu châu xuống cái mâm đó. Như vậy còn ở bên đội mà người Việt California thì ngồi rất là thông thả đó, ngồi xếp bằng đó, thấy chưa, ngồi xếp bằng và bắt đầu thông thả để mà lựa đó. Hai đội hai tư thế hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cái điều quan trọng cuối cùng là đội nào sẽ thắng mới là điều quan trọng. Ở đây là cái người mà nhỏ nhất ngày hôm nay là cái cô bé này mà cũng wow, ở nhà không biết có bị bắt mẹ bắt lựa đậu rồi đi kiếm dài hoàng tử không mà lựa quá trời lựa. Cái này chắc là cũng tập lựa hết mấy ký đậu rồi nè. Ôi trời ơi, rồi lại thêm một chiến binh nằm sải lai ra rồi. Trời ơi, một chiến binh. Coi chừng đè vô cái tô đổ đậu. Còn bên này, wow, bên này ghê gớm quá. Đội này là chơi là lựa 4 đậu lượt luôn. Có nghĩa là bốc lên tay gì thì lựa cái đó. Đó, hay quá. Im lặng quá, căng thẳng quá. Thank you.
nhanh lên đội nói vòng tay lớn lẹ lên, đội vòng tay lớn lẹ lên. Trời ơi, bên kia gần xong rồi, nói vòng tay lớn nhanh lên. nhanh lên đậu đỏ là cái món mà được lụm ra đầu tiên, coi chừng có lẫn lộn nha. Rồi bắt đầu đổi tư thế, bảo đảm là ngồi ở này người nào mà không quen ngồi là tê chân hết. À, mỗi đội là 1 9 1 10 nha. Bên đội nối vòng tay lớn lẹ lên, sắp xong rồi. Wow, đội này lẹ nha, coi chừng lẫn lộn. Quát. Bên kia cũng gần xong rồi kìa. Rồi coi chừng đổ. Coi chừng. Bình tĩnh, trời ơi đội này ghê quá. Trời ơi, chưa từ từ. Chưa ra hết rồi, để đàng hoàng. Chừng nào la lên lụm vô hết. Để, rồi chưa, xong rồi giơ tay lên. Rồi, nhanh lên. Bấm. Xong. 75. Quá dữ. Rồi xong. Rồi, bên này coi chừng. Xếp một hàng chưa? Rồi chưa, chắc chắn chưa, lùi lại để coi trên sàn có nha. Rồi kiểm tra đội này nha, coi có sót hột nào không nha. Rồi, giỏi, rồi, yeah you go. Rồi, ở đây. Có lộn gì không? Không có. Không thấy hộp nào hết. Giỏi lắm. Không có hộp rồi, giỏi quá. Rồi, hả rồi. Kinh nghiệm sao đây? Kinh nghiệm là chú Tâm và rất là bình tĩnh và giao nhiệm vụ ai màu nào thì theo màu đó thôi. À, tại sao có lúc mà bò dài ra luôn vậy? Tại con đau lưng. Đau lưng, trời nhỏ vậy mà đau lưng tội quá. Còn anh hai sao mà ngồi đổi nhiều tư thế quá vậy? Tại đầu gối đau mà lưng đau nữa. Vậy là cái trò chơi này là đau toàn thân. Đầu tiên chơi mà đau toàn thân. Bên đội này sao rồi? Thấy sao rồi? Hết sức hồi hộp hả? Mặc dù là bây giờ hồi nãy giờ trận này là 7 phút mấy? Không dám thở luôn. Bây giờ thở được chưa? Thở được rồi hả? 7 phút 33 đang thấy trò chơi này khó không? Khó chưa? Áp lực thời gian. Rồi. Không dễ nuốt đúng không? Dạ. Có nghĩ là đây là trò chơi khó nhất không? Không. Trò chơi bắt dịch mới là khó nhất đó. Còn cái này là chỉ là kiên nhẫn. Em nhảy ba bố lần đầu tiên nhảy. Bây giờ còn đau không? Đâu có đau, nhưng hồi hộp. Okay.